Mình vô khu lịch Mỹ Luông nha các bạn. Trong khu lịch Mỹ Luông thì nó có nhiều cảnh để quay rất là đẹp bạn ơi. Mình chia sẻ cho bạn từng khu vực nha các bạn. Đây là các bé đang đi chơi nè. Đây là quay cho bạn chia sẻ là tác phẩm gỗ Mường Đen 12 con giáp nha. Đây là các bạn trẻ có thể đến vui chơi quá các bạn. Đây là chỗ này tác phẩm Mường Đen, gỗ Mường Đen 12 con giáp nha. Đây là con lợn nha các bạn. Này, các bạn trẻ đang nhảy lên con lợn để chụp đây nè. Đó, vui quá. Cười lên các coi. Ê, dễ thương quá à. Đây nè, cười lên coi, làm duyên coi. Chú quay phim chứ chú không có chụp hình đâu nha. Làm duyên hoài. Rồi, đẹp quá. À, đây là con chó nha. Hình này con tới là hình con chó nha. Hình con chó nè. Nè tới con gì đây? Đây cũng là con chó nữa nha. Món cái là con cặp hay gì đó các bạn ơi. Đây là hình chó nè. Đây là con gà, tác phẩm Mường Đen con gà chạm khắc rất là đẹp nha. Đây là toàn cảnh của chỗ trưng bày những cái 12 con giáp bằng gỗ Mường Đen nha các bạn. Đây là con khỉ nha, đây Mường Đen khỉ rất là đẹp. Mọi người đến đây tham quan có thể lên những cái tác phẩm gỗ này mà chụp hình được nha các bạn. Đây là con dê, tới đây con là con dê. Đây đi cùng mình là có anh YouTube là Muôn Màu Cuộc Sống nha các bạn, có thể đăng ký kênh ảnh đó luôn á. Muôn Màu Cuộc Sống nha. Con dê đây, con dê. Đây là hai con dê nha. Đây là con ngựa, cái bên là con ngựa nha. Cái bên là con ngựa. Đây là tới con này, con gì, con ngựa nha, ngựa nè, ngựa đây. Đây là có nhiều bạn hot girl là đang selfie nha các bạn. Đây là bà bên tay nãy là bên tay phải, giờ qua bên tay trái nha các bạn. Trái nè cũng có nhiều con vật để có mọi người có thể vô đây vui chơi nha. Vô là đầu tiên vô là con chuột nha các bạn. Đây là hình con chuột nè. Đầu tiên vô là con tới con chuột nha. Con chuột là đầu tiên đó. Chuột này nhìn trên trời không nè các bạn ơi. Đây là tới con tí là tí sửu nè. Con trâu nha, tí sửu là con gì? Sửu là con trâu đó. Đây là tác phẩm Mường Đen nha. Qua là tới con cọp là dần. Dần là con cọp nha các bạn. Dần là con cọp. Tới con mèo đây là thình nè, tí sửu dần mèo nè, mèo nè, mèo. Mèo là mèo nè, đây là cặp mèo nha các bạn. Dần nè, đây tới gồng nha, cặp gồng đây nè, rất là đẹp nha, cặp gồng là đẹp quá. Đây là gỗ Mường Đen nha, mọi người có thể leo lên và chụp hình được luôn nha. Đây nè, đẹp quá. Đây là các bạn trẻ đang chụp hình selfie nha, rất là đẹp á. Đây là qua cái khu khác nha. Đây là con rồng nè. Rồi chụp hình đi, dễ thương quá à. Cười lên cái ơi.
Đây là các bạn trẻ đến khu du lịch Mỹ luôn nha các bạn. Đây là đang khu trưng bày tác phẩm gỗ lũa, hoa gỗ lũa anh nha. Đây là tới con nãy là rồng, mà tới con thình, là tới thình, là đây là con hổ nha, tác phẩm là con mèo à. Rất là đẹp nha các bạn. Đây là các bạn trẻ đến chơi du lịch nè, cười rất là tươi nha. Đây là toàn cảnh chỗ trong vườn chỗ tác phẩm gỗ muôn của khu lịch Mỹ luôn nha các bạn. Quá đẹp luôn. Đây là con ngựa này nha. Quá đẹp nha các bạn ơi.